Hey yo, hello, what's good? Lại một cái reaction video nữa được đăng tải trong cái tuần này. Sau rất là nhiều ngày mình nghĩ mình không làm reaction thì hiện tại thì trong cái tuần này mình đang có rất là nhiều mood để làm reaction thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một vài cái sản phẩm của Manbo. Thì thực ra thì trước đấy là sau khi mà mình đăng tải cái reaction của Negif lên thì mình xem lại những cái reaction trước đấy của mình là mình có làm những cái reaction cho Hiếu thứ hai nè, là chắc chắn rồi đúng không? Hurricane, Negif, Negif. Thì còn một thành viên nữa mà mình chưa có làm đó là Manbo. Thì thực ra thì cũng có một bạn kiểu email mình và có gửi một cái playlist gọi là những cái bài hát mới của Manbo vừa mới ra mắt gần đây. Và thực ra thì trước đấy mình đã thấy rồi nhưng mà mình cũng chưa nghe, và tại vì trước đấy cũng mình cũng đang bị bệnh nên là mình cũng không có mood để mình nghe. Thì thì hôm nay bạn gửi và mình xem một cái playlist đó thì mình thấy là bạn có để bạn lấy có 3 bài trong đấy thôi. Thì thì mình quyết định là mình làm cái reaction cho cái 3 bài hát này luôn. Tại vì những bài còn lại thì mình cũng chưa có check qua. Và by the way là mặc dù là kết nang là còn một thành viên nữa là Rex, nhưng mà mình cũng không có thấy là Rex hoạt động nhiều, nên là rất là mong là sắp tới mình sẽ có cơ hội làm những cái reaction cho những cái bài hát của Rex. Thì ở thời điểm hiện tại thì có Manbo. Trước đấy thì ba cái thành viên gốc của Rex nang là Hiếu thứ hai, Hurricane và Manbo. Thì thực sự là gọi là thành viên mình yêu thích nhất đó là Hurricane. Còn thành viên mà kiểu mình cảm thấy là gọi là trong ba người mình đánh giá thấp nhất là Manbo. Cái này mình nói thiệt, mình các bạn biết đó, mình là một trong những người mà luôn luôn mình nghĩ gì thì mình nói đó thôi, và đó luôn là cái ý kiến cá nhân của mình thì mình cũng không có ngại gì cả. Thì hôm nay thì có cái dịp nghe những sản phẩm mới của Manbo và để coi là Manbo có thay đổi những suy nghĩ đấy của mình hay không. Và chắc là không có thời gian các bạn nữa, tới phần reaction thôi. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua reaction của mình thì hãy đừng quên để lại một like và để lại một nút subscribe phía bên dưới nha. Và mình có để link TikTok, Facebook, Instagram, nếu được thì các bạn có thể check qua, như là TikTok của mình nhé. Thì tại vì ở thời điểm hiện tại thì mình vừa mới build cái kênh TikTok của mình luôn, nên là mình hay đăng những cái đoạn shortcut của mình trên TikTok, thì nếu được thì các bạn có thể check qua. Thì chắc là bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Thì ở đây chúng cái playlist tên là Manbo cháy lắm nghe đi anh, có 3 bài là 100%, 5% và một cái bài là Thành phố featuring Max. Và chắc là chúng ta bắt đầu từ bài 100% nha, hay là 5% nha, và từ bài 5% trước nè. 5%, 100% và Thành phố. Ok, để coi xem là coi cái bài này, những cái bài hát này nó sẽ có cái gì. Ok, mà tại sao rồi các bạn này phải gửi email cho mình 2 lần. Ok, let's go baby. Một xíu nào. Ok, và trước khi bấm play cái bài hát trên thì mình luôn luôn nhắc nhở các bạn có việc uống nước. Always stay hydrated, đây không phải là quảng cáo gì hết, chỉ là luôn muốn nhắc nhở các bạn có việc uống nước thôi. Tại vì mình luôn gọi là quan tâm đến sức khỏe của các bạn. Ok, let's go. Manbo, Hiếu thứ hai. Ok. Trong cái app này thì mình thấy là Manbo đăng khá là nhiều bài, như là 5-6 bài gì đó, nhưng mà bạn này gửi mình có 3 bài thôi thì chắc là 3 bài này là 3 bài kiểu nghe xịn nhất mà ha. Ok, let's go. Không biết chưa? Like what? Yeah. Who? Oh. Yeah. 5% tiền dư của tao vẫn mày chơi một năm. Damn, son, mày chơi bằng tao được không? Make it rain another one in the game you fan to say. Like what? Man, boy. 5% tiền dư của tao vẫn mày chơi một năm. Damn, son, mày chơi bằng tao được không? Make it rain another one in the game you like fan to say. Man, yeah. Boy. Up the time on why
Em ngon in the face. Tiêu tiền you on day. Black single every fucking day. Tao vẫn rất đau đầu. Mua thêm đôi LV. Hỏi làm sao tao giàu. Rê nhạc pro MG. Tao tập tạ đến mức mà tiền còn phải kêu đồ. Là tao đập nhà Royal Flush chỉ vây trong một thành vô. Cơ hãy sợ tao khi thấy phong thái. Rich man, bạn gái mày hỏi sao không khoái. Big gun 5% tiền dư của tao. Hơn mày chơi một năm. Big gun like what? Son, mày chơi bằng tao được không? Make it brand another one. In the game you fan just Sam. Man, boy. Tao không còn mơ cao. Khi mặt bằng chung tao vẫn hơn bao thằng. So sánh với gu âm nhạc tao vẫn ở trên tụi mày thì làm sao bằng. 24 man bro, I'm soldier. Tao là holder. Gìn giữ tất cả culture. Cho mày thấy cảm giác mạnh như roller coaster. Man, như mày đã biết mạnh bộ dần lên cao. Damn, yeah tao sống sức đến tận 10 round. Mạnh bộ để tiền không cần thêm bao. Ratata mấy thằng áo phim cao. Yeah I'm tripping on the weekend. Đưa anh em đến Hà Địa Lao. Tao không phải dân đi bar đi hỡi cocaine. Thay vì đi bay tao chỉ muốn làm nhạc trở thành hot man. Nghe được nhạc tao có khiến tụi bay insane. Remember yeah, my name. 5% tiền yêu của tao. Tao mày chơi một năm. Damn, son, mày chơi bằng tao được không? Make a brand another one. In the game you fan just Sam. Man, boy. Good name, let's go. 5% tiền dư của tao. Hơn mày chơi một năm. Damn, son, mày chơi bằng tao được không? Make a brand another one. In the game you fan just Sam. Man, boy. Shout out yo, ai làm nó cũng biết này. What the fuck, let's go. Damn, the fuck. Mà khởi đầu là thấy là ok rồi đó. Let's go, we are one for one, man. The fuck is this? What? À, năm, đây là cái bài mới là 5% thôi. 100% là như thế nào? Oh shit. Cái thôi nghe bài 100% trước đi nha. Oh what the fuck is this? What? My man Bo lên trình dữ vậy? Oh, thật sự là như đầu video là mình nói là ở gọi là ba cái thành viên gốc của Good Name thì Man Bo là một trong những người mà mình đánh giá thấp nhất luôn á. What? 100% thôi nào, let's go. What the fuck, we are one for one. Let's go, tiếp theo nào. Oh, có biết kìa, like what? Let's go. Hold on. Hold on. Hơn 100% luyện tập 1 năm tao dành cho âm nhạc. Good Name từng ngồi nên và coi rap game này như canh bạc, không thèm quan tâm tới bọn bay. Giờ bọn tao đang ăn tạc, một ngày sau kiếm hơn nửa tỷ. Hồi đó chỉ 300 ngàn. Nhạc hay đúng là do tao thăm ngàn. Tao tận hưởng cùng với anh em ăn mừng bằng say champagne. Chỉ bắt đầu từ 2 năm trước nhưng bọn tao đã chăm làm. Cả năm chiến sang năm sắm xe hay căn nhà. Trên to sáng chói là do anh đây tự sắm. Man bộ dám nói là vì anh đây bự lắm. Không mượn dây chuyền, đi show ra xong xúc. Không thèm vay tiền, đàn em như ma đông xúc. Chơi nhạc tao lỗi không phải đâu, đó là tính năng. Tên tao vẫn nổi, Good Name có tiếng vàng. Quốc MC giỏi ha, tưởng tao tranh miếng ăn. Tự tin giỏi hơn, dám lao vào chiến không. Tao đã nói đi xa vậy, không để bản thân xa lầy. Đừng lấy phép không ta đầy, không để ba mẹ la rầy. Làm từ con số không, giờ thì làm nó lên 100%. Hay là mày ngó lên này. Có làm sao khi tao bắt đầu chỉ với hai bàn tay trắng. Không người anh người em đã đồng cam cũng khó nói chuyện khác. Holy shit, what the fuck? What the fuck, man bro, let's go. What the fuck? Oh, shout out cho Joe. Oh man, con biết. Oh man. Cái transition kìa, what the fuck? Let's go, man. Làm từ con số không, làm từ con số không. Giờ ta đầy, không để ba mặt xa. Tao đã nói đi xa vậy, không để bản thân xa lời. Luôn lê phép không ta đầy, không để ba mặt la rầy. Làm từ con số không, làm từ con số không. Giờ thì làm nó lên 100%. Hay là mình ngó lên này. Sau khi tao bắt đầu
chị với hai bàn tay trắng. Không người anh người em đã đồng cam cũng khổ, nói chung khá là may mắn. Mấy thằng ở tít tầng dưới canh két khi thấy tên tao chắc là lại cay lắm. Mấy em gái từng nói với tao giờ chắc cũng phải say đắm, vì hiện tại trong tao rất khác. Hồi đó có phải chất phát, biến đau thương từ mất mát kết thành được chất nhạc. Tao không muốn trở thành gangster, vì tao sợ phải mất mạng, nên tao đã lựa chọn thành rap star. Khi nhắm mắt, ít nhất sẽ có người đời nhắc lại, ít nhất sẽ có người đời nhắc lại. Tao dần trên đời mất bại, tao dần trên đời mất bại. Sau bao lần thất bại, sau bao lần thất bại, cuộc sống vì tao nhẫn nại, cuộc sống vì tao nhẫn nại. Không cho phép tao được đứng lại, không cho phép tao được đứng lại. 100% tích tiểu thành đại theo hàng năm hàng năm. Tao cũng hiến hết mình nên muốn nghe căng. Xe tao vẫn tiến không quan tâm bằng xăng, vẫn luôn lễ phép với những người đàn anh. Chăm chỉ mỗi ngày với những người bạn thân, mở khóa những kỹ năng mới như là chỉ bản năng. Yeah, come on. Tao đã nói đi xa vậy, không lẽ bán đường xa lại. Luôn lễ phép không ta đầy, không đem ba mà la rầy. Làm từ con số không, làm từ con số không. Giờ thì làm nó lên quán, anh đừng có xin. Hãy đợi mình ngó lên này. Damn! Holy shit! We are 2 for 2! Oh my god! Oh my god, what the fuck? Menbo lên trình vậy? For sure tới đây là tôi đã biết kiểu cái thumbnail tôi sẽ để cái gì trong đó rồi đó. Tôi ghi là Menbo lên trình kiểu vậy. Holy shit, what the fuck? Thực ra thì nếu mà các bạn đã có xem God Name từ khoảng thời gian ban đầu á, thì các bạn thấy là kiểu cái skill của Menbo và kiểu như là cái tư duy âm nhạc của Menbo rất là kiểu, ý là để so sánh với hai thành viên còn lại trong God Name ở thời điểm đấy á, thì Menbo kiểu thú thật là thua rất là xa. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì what the fuck, let's go. Wow, tôi rất là thích những cái người mà kiểu cố gắng và kiểu có một cái thay đổi, gọi là một cái sự phát triển rõ rệt như vậy luôn á. What the fuck, shit, tôi mặc dù rất là mệt nhưng mà tôi rất là hype rồi. Shit, mình tới cái bài cuối cùng thôi. Oh my god. Shout out cho cái người mà đã gửi tôi cái playlist này qua email nhé. Shout out to my man. Holy shit, what the fuck? Let's go. Bài cuối cùng, bài thành phố trong cái playlist này, Manbo cháy lắm, nghe đi anh, ok. Shout out for my man, ok. Damn, mệt quá nhưng mà bài thành phố, let's go. Bài này mà còn kiểu cháy nữa thì tôi kiểu tôi không biết tôi có đủ sức không đó. Holy shit, let's go. Oh my god, con biết. Oh my god. Những thứ mà tao đang làm trông giống như tao ngang tàn. Không thân mà không ngang hàng, biết tao chưa nói tao an nhàn. Ở nhà là đứa con ngoan, khi ra đường như là một du đảng. Xung quanh phụ nữ đang rang, nhưng trong tao như một thằng lưu manh. Tao từng sống ở khu phố, nó tệ hại và rách nát. Nói cách khác nên bởi tiền là con số, chỉ xây xác hay bị đập để thất thoát. Bước đi ra từ nơi tầm tối, để họ biết tao có thể đi lên. Dù miệng người đời có thể xăm soi, nhưng thành phố này tao đã ghi tên. Và tao dần trở nên khác, bước ra từ bãi lầy. Viết rap thành kiệt tác, kiếm tiền từ hai tay. Biến nháp thành nitro, ngã lưng trên trò trời. Keep it at 100, I ain't got no choice. Make your dream come true, echo in my voice. Tụi nó kêu tao á là bố của mày cái này, bởi vì không có tao á, tụi nó không có được cái cục gì hết. What you say? Tụi nó kêu tao á là bố của mày cái này, bởi vì không có tao á, tụi nó không có được cái cục gì hết. Ta đại diện cho thành phố này, shout out cho thành phố này, go rapping cho đường phố này, standing cho thành phố này, mang tên ta lên trên radar và kèm theo đó là thành phố này. I'm the man of my city, chọn văn hóa thành phố này. Ta đại diện cho thành phố này, shout out cho thành phố này, rapping cho đường phố này, standing cho thành phố này, mang tên ta lên trên radar và kèm theo đó là thành phố này. I'm the man of my city, giữ chọn văn hóa thành phố này.
con ngoan trò giỏi, đứa con của Hà Nội di chuyển khôn khi đang trong đàn hồi. Thông minh được tin trên là bởi việc học là việc làm cả đời, mà tránh xa mẹ em gái là lời. Xong việc người ta mới xả hơi, mà muốn đi xa là đi cùng cả đội. Đừng dối đi thôi, mấy đăng internet gang sử ngông ngay như Rambo. Chó sủa thì là chó không cắn. Đừng ngồi sau bàn phím chỉ được có vài ba câu và đang nghĩ là mình danger. Ra đại diện cho thành phố này, shout out cho thành phố này, go rapping cho đường phố này, standing cho thành phố này, mang tên ta lên trên radar và kèm theo đó là thành phố này. I'm the man of my city, chọn văn hóa thành phố này, ta đại diện cho thành phố này, shout out cho thành phố này, rapping cho đường phố này, standing cho thành phố này, mang tên ta lên trên radar và kèm theo đó là thành phố này. I'm the man of my city, giữ chọn văn hóa thành phố này. Oh my god, what the fuck is this? Let's go, man, boo! Let's go! What the fuck is this? We are 3 for 3! Shit! What the fuck? Má mệt quá, cái app này. Cái app này là 5-6 bài gì nè, mình thấy nè. Oh my god! Shit! Reaction đến đây thôi. Tôi không cần bình luận hay cái gì thêm nữa, ok? Như cái thumbnail á, Manbo đã lên trình rồi. Let's go, man. Và từ đây tôi là để thành fan của Manbo. Let's go. Let's go. Nhưng mà Hurricane trong lòng tôi vẫn là số 1 trong ghế nang nhé. Ok, reaction này đến đây thôi, không còn phải nói nhiều nữa. Muốn check qua ba cái bài hát này, tôi có để một cái link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và ủng hộ cho Manbo nhé, và ghế nang nữa. Ok, nhiều khi peace. Mau, bye guys, quá mệt rồi. Holy shit. Ah.